Xin chào tất cả mọi người. Đây là một bài học về từ vựng về ẩm thực Pháp Việt. Tức là tôi không cố ý giúp cho tất cả mọi người để nấu món ăn bởi vì bản thân tôi cũng không biết nấu ăn. Nhưng mà qua bài này chúng ta sẽ học các từ vựng về ẩm thực và các ẩm thực này sẽ tuần tự giới thiệu một số món ăn của Pháp và một số món ăn của Việt. Và trong bài này chúng ta sẽ học một món ăn của người Việt, lẩu tôm càng cua. Chữ lẩu này chúng ta lấy mượn từ danh từ tiếng Pháp là fondue, đây là một danh từ feminine, fondue. Và cái danh từ này xuất phát đầu tiên từ bên nước Thụy Sĩ. Người ta dùng một cái nồi, chúng ta cho vào đó các cái loại fromage, rồi chúng ta nhúng các cái miếng bánh mì, người ta ăn cái kiểu nào đó cũng giống như là cách chúng ta ăn lẩu. Như vậy chúng ta có thể tạm mượn cái chữ fondue này để nói cái lẩu. Và đây là lẩu của tôm và nấu theo cái kiểu nấu chua. Fondue de crevette à l'aigle, aigle là cái vị chua. Cũng như tất cả mọi bài hướng dẫn ẩm thực thì trước hết chúng ta có cái phần đầu tiên là nói về các cái nguyên vật liệu, các cái nguyên vật liệu để cần dùng để có thể làm ra món ăn này. Bên trên này chúng ta thấy đây là một cái hình của lẩu tôm chua. Có một cái nồi chúng ta có cái nước và có những cái con tôm cùng với một số các cái rau. Và bên này là fondue Savoyard, là một loại fondue, là loại lẩu của vùng Savoie. Vùng Savoie nó nằm sát vùng Thụy Sĩ. Và bây giờ chúng ta coi các cái nguyên vật liệu cần thiết để làm ra cái món lẩu tôm càng chua. Trước hết chúng ta cần tôm, và ở đây là cần 250 g tôm, 250 g de crevette, một muỗng lớn dầu thực vật, une cuillère à soupe d'huile végétale, huile là dầu ăn, vegetal làm từ thực vật, dầu đậu nành, các loại dầu làm từ thực vật. Và đây là một cái muỗng lớn, une cuillère à soupe, một cái muỗng để ăn cháo, để ăn súp. 5 chén nhỏ nước dùng gà, 5 petits bols de bouillon de poulet. Nước dùng gà có nơi khác dùng là nước lèo, các cái loại nước ngọt nấu từ xương gà, người ta gọi đó là bouillon. Và ở bên Pháp cái bouillon này được để trong các cái hộp, các cái đồ hộp đó, bằng thiếc, và chúng ta mở ra chúng ta chỉ việc đổ vào trong cái nồi và chúng ta dùng. Ở Việt Nam chúng ta thường thường là tự chế, các bà nội trợ đi mua xương về rồi nấu ra cái loại nước gọi là bouillon. Và để cái nấu món này chúng ta cần 5 chén nhỏ, 5 petits bols, tức là cái chén ăn cơm, cái bát ăn cơm. 2 citronelles coupées en tronçons de 5 cm longueur, écrasées. Citronelle là cây sả. Chúng ta cần 2 cây sả được cắt ra thành từng khúc, thông xong là cắt nhỏ ra từng khúc, mỗi khúc dài khoảng 5 cm, tức là bằng khoảng một cái ngón tay, và được đập nát ra. Chúng ta biết là sả để muốn dùng thì thường thường ta lấy cái cán dao mà ta đập nát ra để cho nó có cái mùi thơm. Xanh gumbo, gumbo là đậu bắp, 5 trái đậu bắp. Lizerondo, lizeron là rau muống, lizeron là cái xuất phát từ một cái loại cây dại ở bên Pháp. Nó có tên là lizeron, nó có cái lá và có cái hoa giống như rau muống của bên Việt Nam chúng ta. Và khi người Pháp tới Việt Nam chúng ta thì thấy cái rau muống nó mọc ở dưới nước, nó cũng có cái lá, nó cũng có cái hoa giống như cây lizeron ở bên Pháp. Và người ta thêm chữ O vào, tức là loại cây lizeron mọc dưới nước để chỉ rau muống. Une demi-boîte de champignon, champignon là nấm, một nửa hộp nấm. 2 cuillères à soupe de jus de citron. Jus de citron là nước cốt chanh, chúng ta lấy chanh chúng ta ép ra gọi là nước cốt, gọi là jus, jus de citron. Và cần 2 muỗng to. Une cuillère à soupe de sauce poisson pure. Sauce de poisson là nước mắm, pure là nguyên chất, chưa có pha. Và chúng ta cần 1 muỗng lớn nước mắm nguyên chất. Deux oignons verts émincés, oignon vert người ta còn gọi là oignon nouveau, là củ hành tây nó còn non, cần 2 củ hành tây còn non nhưng được cắt mỏng ra. Và sau cùng 2 cuillères à soupe de panico et dentrite ciselée. Ở đây người ta dùng muỗng mà thực sự là chúng ta cũng không có biết có phải dùng muỗng không, bởi panico là cái dây dây cái loại rau mùi tàu và dentrite là rau ngò. Thường thường người ta không lấy bằng muỗng mà có lẽ là sắc nhỏ ra, ciselée cắt nhỏ ra rồi lấy cái muỗng mà xúc, người ta không có dùng tay như mình. Vậy chúng ta coi lại các cái tên của các cái nguyên vật liệu để làm ra món lẩu tôm càng chua. 250 g de crevette, une cuillère à soupe d'huile végétale, 5 petits bols de bouillon de poulet,
Deux citronnelles coupées en tronçons de 5 cm de longueur, écrasées, 5 gobos, liserons d'eau, une demi-boîte de champignons, 2 cuillères à soupe de jus de citron, une cuillère à soupe de sauce de poisson pur, 2 oignons verts émincés, 2 cuillères à soupe de panicot et dendrites ciselées. Và sau đây chúng ta coi một số các hình ảnh về những cái nguyên vật liệu mà chúng ta vừa mới thấy. Đây là rau mùi tàu, le panico. Đây là một bụi rau mùi tàu mọc ngoài đất. Để chúng ta hái lá và chúng ta thái mỏng ra. Dendrite là rau ngò để cho nó thơm. Le gombo là đậu bắp. Và bên dưới là hình ảnh của cái loại oignon vert. Oignon ve thì nó non, cái củ nó chưa có tròn như là oignon, như là củ hành tây mà chúng ta khô, chúng ta dùng to để chúng cắt ra. Và đây nó là như là dài dài, như là cái cây hành, cái củ nó còn nhỏ. Người ta gọi là oignon ve, đôi khi có thể gọi là oignon nouveau. Và đây là những cái cọng xả, la citronelle, là người ta đã bóc lá, dọn cho nó sạch. Và bây giờ chúng ta cắt khúc ra, khi còn nguyên thì nó dài như thế này, nó mọc ở trong bụi. Người ta lấy về thì nó dài, người ta bỏ những cái lá khô đi. Và bây giờ nó còn nõn như thế này, chúng ta cắt ra thành từng 5 cm, rồi lấy dao đập cho nó dập ra. Đó là một số các nguyên vật liệu mà chúng ta cần để làm ra món lẩu tôm càng chua. Và sau đây qua phần B, préparation, là phần chúng ta bắt đầu chuẩn bị để nấu nướng. Và trong phần này chúng ta để ý tới các cái động từ mà chúng ta đã học ở trong phần trước để mà làm ra cái món này. Trong phần thứ hai, préparation, tức là nấu nướng, chúng ta hãy để ý tới các cái động từ mà chúng ta đã học. Công đoạn thứ nhất, décortiquer les crevettes. Les crevettes là những con tôm. Décortiquer là chúng ta bóc cái vỏ tôm ra. Loại tôm thì nó có cái vỏ cứng bên ngoài, chúng ta phải bóc vỏ đi. Sau đó, rincer le carapace et égoutter. Carapace là cái vỏ cứng. Các bạn hãy rửa cho sạch cái vỏ cứng, rồi để cho khô ráo. Rincer là chúng ta lấy nước sạch, chúng ta rửa cho sạch. Chẳng hạn như chúng ta khi đánh răng, thì chúng ta cũng phải rincer để cho nó sạch cái kem đánh răng ra khỏi miệng. Khi chúng ta giặt quần áo, thì cũng phải rincer để cho nó hết cái phần xà phòng dính vào quần áo. Các cái công đoạn nó gọi là rincer. Ở đây chúng ta lột bỏ cái vỏ tôm ra, và chúng ta cũng rửa cái con tôm ở dưới nước lạnh. Rồi sau đó égoutter. Trong động từ égoutter có danh từ goutte. Une goutte là một giọt nước. Égoutter làm cho các cái giọt nước đi ra ngoài hết. Tức là nó ráo, nó cạn. Rửa nước để cho ráo. Công đoạn thứ ba, dévener les crevettes le long du dos. Le long du dos là dọc theo cái lưng. Dévener là lấy bỏ cái gân. Trong động từ dévener có danh từ laven. Laven là cái mạch máu. Ở đây chúng ta coi cái hình. Trên cánh tay của một người cũng có những cái mạch máu này. Cái mạch máu này nó có cái màu màu sậm mà chúng ta nhìn, chúng ta biết liền. Và chúng ta gọi đây là ven. Và bây giờ con tôm chúng ta phải lấy cái ven nó đi, cái mạch máu. Và các cái công đoạn để lấy mạch máu, chúng ta thứ nhất là lấy con dao. Chúng ta mổ dọc xẻ theo lưng của con tôm. Rồi sau đó chúng ta lấy một cái con dao, lấy cái mũi dao. Chúng ta lấy bỏ cái gân đen này đi. Công đoạn kế tiếp, faire chauffer une casserole et verser de l'huile. Và chúng ta vẫn để ý là danh từ casserole 4 âm tiết, chúng ta chỉ còn đọc là thành 2, bởi vì âm tiết ơ ở ký tự ơ ở cuối không có đọc, và âm tiết có chứa được ký tự ơ nằm giữa cũng không có đọc. Như vậy casserole 4 chỉ còn có 2. Casserole, faire chauffer une casserole et verser de l'huile. Các bạn hãy làm cho một cái xoong, hâm lên cho nó nóng, rồi đổ dầu vào trong cái xoong đó. Y là bỏ dầu vào trong cái casserole này. Faire sauter pendant 30 secondes les crevettes jusqu'à ce qu'ils deviennent rouges. Faire sauter, chúng ta đã học ở trong cái bài nói về ẩm thực, là làm cho nó vàng lên, chưa có chín 100%, nhưng mà làm cho vào chảo có dầu, chúng ta làm trong vòng 30 giây cho cái phần tôm nó vàng đi. Và cho tới khi jusqu'à ce qu'il, in đây là các cái phần con tôm đó, trở nên đỏ, ở đây chúng ta phải dùng L, tôi xin lỗi. Bởi vì con tôm nó là feminine, jusqu'à ce qu'elle, cho tới khi các cái con tôm trở nên đỏ. Và ở đây chúng ta cũng để ý một phần về ngữ pháp. Cùng jusqu'à ce que,
thì đòi hỏi phải chở, phải dùng xi sông tiếp ở phía sau cho tới khi các con tôm nó đỏ lên. Tôi xin nhắc lại, chúng ta lấy một cái son, chúng ta làm cho nóng để lên lửa cho nóng, rồi sau đó đổ dầu vào trong cái son này, rồi làm xào trong vòng 30 giây các con tôm cho tới khi tôm nó trở nên đỏ. Và đây là con tôm nó đã được gọt vỏ, lột lột bớt vỏ đi. Sau khi lột vỏ đi thì chúng ta lấy luôn cả cái gân ở trên cái lưng, cái phần lưng như thế này chúng ta đã lấy, và còn lại cái phần thịt của con tôm như thế này. Công đoạn kế tiếp, verser le bouillon de poulet, le zeste de citron et porter à l'ébullition. Sau đó chúng ta đổ cái phần nước dùng gà, cái nước nước mà chúng ta nấu bằng xương gà vào trong cái son đó, và cho thêm cả chanh vào nữa, rồi làm cho tất cả cái hỗn hợp này nó sôi lăn tăn, porter à l'ébullition, không phải sôi sùng sục mà sôi lăn tăn như thế này. Nó có những cái tăm, nhờ cái tăm nó nổi lên chứng tỏ là nước đã gần sôi, sôi lăn tăn. Sau đó réduire le feu, giảm bớt lửa đi, laisser frémir 20 minutes, rồi sau đó để con tôm ở trong cái nồi nước này này frémir, nó cứ sôi liu riu trong vòng 20 phút. Để chúng ta để ý laisser frémir tức là phải để lửa nhỏ, chúng ta giảm lửa đi, cái lửa nó rất là nhỏ và nó chỉ còn sôi liu riu nhẹ nhẹ. Kế tiếp chúng ta lấy ra rồi passer le bouillon au tamis, lấy cái phần mà chúng ta vừa mới nấu nước dùng gà trong nó có tôm đó, chúng ta lược đi, passer au tamis. Tamis là một cái rây, là một cái lược, như chúng ta thấy ở trên này đây là một cái tamis. Rồi chúng ta đổ cái phần chất lỏng vào và chúng ta lược đi, cái phần chúng ta cần lấy nó nằm ở bên dưới, nó chảy xuống dưới, cái phần còn lại chúng ta bỏ đi, enlever le contenu. Chúng ta bỏ, enlever là lấy đi cái phần mà nó chứa được ở trong cái nước này, gồm có vỏ tôm carapace cộng với zest de citron cộng với cái vỏ chanh nữa, chúng ta nó nằm lại ở trên cái tamis, cái lược, cái rơi, cái rây này, và chúng ta bỏ đi. Chúng ta lấy cái phần nước cốt ở bên dưới, reverser le bouillon dans la casserole et faire frémir. Rồi chúng ta lại đổ lại, verser là đổ, bây giờ đổ trở lại, reverser le bouillon, đổ trở lại cái nước dùng đó trong cái son, rồi lại để cho nó laisser frémir, để cho nó sôi liu riu. Y ajouter les crevettes décortiquées, những cái con tôm sau khi đã được bóc vỏ, bây giờ chúng ta bỏ nó vào bên trong cái nước đó, kèm theo là les gombo, các cái đậu bắp, les tomates, cà chua, les champignons, nấm, et faire cuire jusqu'à ce que les crevettes soient rouges, và nấu cho tới khi tôm nó trở nên đỏ rực. Đấy, chúng ta lại gặp công dụng siêu jusqu'à ce que, giống như ở bên trên, jusqu'à ce que, đi theo đó là phải là saison tiếp cho tới khi nó đỏ lên. Rồi sau đó chúng ta y verser également la sauce de poisson et le jus de citron. Động từ verser là đổ, sau đó chúng ta cũng đổ vào trong đó là trong cái nước dùng đó, đổ cái gì? Đổ nước mắm la sauce de poisson và đổ thêm cả nước cốt chanh nữa, le jus de citron. Và sau cùng chúng ta trang trí, động từ décorer, trang trí cái phần thức ăn chúng ta vừa mới nấu với các cái củ hành tây còn non, les oignons verts, với panico, rau mùi tàu đã được sắc nhỏ ra, và lê, giòn thịt, và các cái rau ngò. Và sau cùng, servir chaud avec des vermicelles, ăn với bún, vermicelles có thể là miến, có thể là bún, ăn nóng với bún, ou avec des nouilles chinoises, hoặc là cái nouilles của tàu đó, nó màu vàng, ở đây chắc chắn là bún rồi, không ai ăn miến với cái lẩu này hết, đây là bún. Chúng ta ăn nóng với bún hoặc là với nui plongé dans l'eau bouillante, được nhúng vào trong cái nước còn sôi như vậy, accompagné de lisses rondeaux, đi kèm theo đó là chúng ta ăn với rau muống, et de sauce poisson avec du piment, và cho cả nước mắm ớt nữa. Sauce poisson là nước mắm, có piment là có ớt ở bên trong. Như vậy chúng ta thấy cái phần ăn lẩu của Việt Nam là chúng ta cũng có một cái nồi nước như thế này. Và khi ăn chúng ta nhúng cái bún vào trong này cũng như rau muống các cái thứ rau và chúng ta ăn thì cũng giống hệt cái cách mà người Thụy Sĩ đầu tiên thời Thụy họ có một cái món, ở đây không phải là nước mặn mà là fromage, rồi người ta nhúng các cái phần bánh mì người ta thích vào trong cái fromage và người ta ăn. Như vậy với cái hình thức ăn như thế này thì người ta cũng dùng cái chữ fondue này để nói lên cái cách ăn của người Á Đông, tức là ăn lẩu.
Và sau cùng chúng ta coi các cái hình, coi lại các cái hình, và đây là các cái gia vị rau cỏ mà chúng ta cần nhớ: le panico, mùi tàu. Để chúng ta thấy lấy các cái lá này và thái nhỏ ra là le panico ciselé. Ciselé là được thái nhỏ ra, thái cho nó nhuyễn ra, gọi là le panico ciselé. Rồi lanthit là rau ngò, le gombo đậu bắp, và bên dưới chúng ta có l'oignon vert hoặc là l'oignon nouveau, và bên này là citronelle. Citronelle là xả, citronelle, và chúng ta lột cho nó sạch ra, chúng ta cắt thành những cái đoạn nhỏ, đoạn ngắn. Rồi lấy một cái vật cứng như cái chày hay cái con dao, chúng ta đập nát nó cho nó có mùi thơm. Và xin chào tất cả mọi người.